Đại gia An Giang chi 1,2 tỷ lên cây sanh cổ về chơi Tết. Cây sanh cổ của đại gia An Giang có bông tán tự nhiên, tượng trưng cho cốt cách tao nhân, vẻ đẹp cao sang mà người đời thường mơ ước. Cây sanh cổ có giá 1,2 tỷ có dáng long hóa phá cách, vừa được anh Thành Nhân, Châu Phú, An Giang bỏ tiền mua. Chủ nhân cây sanh cho biết cây sanh cổ này có nét mảnh mai, mềm mại, chứ không hoành tráng như những siêu cây bề thế, nhưng lại đòi hỏi cần nhiều công sức trong việc tạo hình để toát lên được sự mạnh mẽ, khỏe khoắn, trường tồn. Mặc dù cây mang vẻ già nua nhưng khỏe khoắn, gốc rễ chia cành gân guốc nhưng ngọn vẫn vươn lên phát triển, thể hiện sức sống mãnh liệt. Theo chủ nhân của cây sanh này, người chơi cây cảnh sành điệu hay trồng cây cảnh chuyên nghiệp bao giờ cũng phải coi trọng gốc cây, vì gốc chính là tâm điểm để tạo nên thế của cây. Gốc có to có khỏe thì cây mới mạnh, vì thế gốc phải to hơn thân. Gốc càng to càng thể hiện cây đã sống lâu năm, nếu gốc có nhiều rễ nổi, rễ sum suê càng đẹp. Thế của cây sanh cổ tiền tỷ này gồm hai cây cùng lúc, nhưng một cây cao, một cây thấp, rễ xòe ra theo chân thú. Cây thấp thân to, ngắn nằm ngang, ngọn làm đầu ngẩng lên, không tàn nhánh tạo dáng con ngựa nằm quay đầu trở lên. Theo chủ nhân của cây sanh cổ, cây con dưới gốc cây thường gọi là cây tử. Cây con này sẽ giúp phần gốc cây nhìn không bị trống trải, tạo cảm giác ấm áp. Còn cây to uốn thân long nguyện chuyển, cong vẹo tự nhiên, cân đối, vững vàng. Phân chia theo lối tứ diện xòe ra bốn phía làm chân và mây. Ngọn uốn tàn to như bông sen, rồi bẻ cúp xuống làm đầu rồng quay trở lại. Cây gây ấn tượng bởi bộ rễ, bướu tự nhiên mà không hề qua bàn tay can thiệp của con người. Cây cảnh dáng long tượng trưng cho tính ôn hòa, mềm mỏng nhưng không kém phần oai phong, quyền lực. Nhiều người đánh giá tác phẩm hội tụ đủ bốn yếu tố cổ, kỳ, mỹ, văn của một cây cảnh đẹp để ngoài sân, với ý nghĩa sâu xa là động viên con người phải sống mạnh mẽ, vươn lên giống như cây bonsai này. Dù ở góc nhìn nào, cây luôn thể hiện được vẻ đẹp kiêu hãnh, mang cốt cách của tao nhân. Đây chính là vẻ đẹp cao sang mà người đời thường mơ ước. Để có được một tác phẩm cây cảnh nghệ thuật hài hòa, tự nhiên và độc đáo như thế này, chủ nhân của cây cảnh quý đã phải dày công chăm sóc rất tỉ mỉ và cẩn thận. Hàng ngày, nó được tỉa cành lá để đảm bảo những lá hư bị sâu ăn không làm ảnh hưởng đến những phần còn lại. Đại gia cổng bao tải tiền đổi ô tô tiền tỷ mua 4 cây mộc hương trăm tuổi. Để mua được 4 cây mộc hương cổ thụ tuổi đời trên 100 năm, ông Lê Minh vác cả bao tải tiền và đổi ngang chiếc xe ô tô. Chưa kể trong suốt 3 năm trời, ông mất bao công sức đi đi lại lại mới được chủ nhân của chúng gật đầu đồng ý bán. Ngắm những cây mộc hương cổ thụ trong vườn, ông Lê Minh, một đại gia cây cảnh có tiếng ở Sapa, Lào Cai kể, vốn là dân chơi và buôn cây cảnh nhiều năm nay, ông thường không mất quá nhiều công sức để tìm mua các loại cây cảnh, chỉ cần xuống tiền với giá hợp lý, ông có thể rinh cây về nhà. Thế nhưng, với 4 cây mộc hương cổ thụ này thì khác, ông hỏi mua, đồng ý trả giá cao, nhưng chủ nhân lắc đầu từ chối, quyết không bán. Ông Minh cho biết, hương là loài cây quý hiếm, nhiều tài liệu đông y cho thấy loài cây này có dược tính cao, đơn cử hoa mộc hương có mùi thơm, thường dùng pha trà uống có tác dụng chữa đau bụng hoặc dùng để dưỡng tóc, rễ mộc hương dùng để trị bệnh nhức mỏi gần xương, đau răng, chữa phong tê thấp, thận hư, quả mộc hương được dùng làm thuốc trị đau dạ dày, đau gan, thận do lạnh, thân hoa mộc hương nấu lấy nước uống làm sáng mắt, tăng sắc đẹp. Vừa là vị thuốc lại có thể làm cây cảnh, nên mấy năm gần đây, mộc hương bị dân buôn cây Trung Quốc lùng mua ráo riết khắp các vùng miền núi phía Tây Bắc để đưa về nước họ trồng, ông Minh nói. Ông chia sẻ, khi ông lên vùng Hà Giang thấy người Trung Quốc mua cây và đánh cây mộc hương đem về nước họ cũng xót ruột, tiếc vì bao nhiêu cây quý của mình đều bị họ mua hết sạch. Trong 4 cây mộc hương ông mua được, hiện có 1 cây ông trồng trước cửa nhà, 3 cây còn lại ông trồng ở trong vườn. Đến khi vào nhà một người dân thấy mấy cây mộc hương cổ thụ, theo lời chủ nhân những cây này, thì chúng được trồng từ thời Pháp thuộc, tính đến nay đã hơn 100 năm tuổi, thậm chí có cây còn lên tới 120 năm tuổi. Nghe vậy, ông mê mẩn và quyết hỏi mua bằng được.
đơn giản là ông muốn giữ lại những cây quý hiếm này, không muốn chủ nhân bán cho người Trung Quốc. Song khi hỏi mua, chủ nhân lại quyết không bán, bảo để trồng ở nhà cho đẹp. Vì thế suốt 3 năm ròng rã sau đó, ông phải bỏ ra không biết bao nhiêu công sức đi lên Hà Giang để thuyết phục và chắc chắn rằng nếu chủ nhân gật đầu đồng ý thì ông sẽ là người mua được. Những cây mộc hương này đều là những cây cổ thụ được trồng từ thời Pháp thuộc. Thương lái Trung Quốc cũng vào hỏi mua liên tục, nhưng cuối cùng chủ nhân của 4 cây mộc hương này đã đồng ý bán cho tôi vì thấy tôi tâm huyết, thấy tôi lặn lội băng rừng vượt suối, đi lên đó không biết bao nhiêu lần, ông kể. Ông tiết lộ thêm, chủ nhân của cây gật đầu bán cho ông bởi lúc đó ông vác cả bao tải tiền lên mua cây và đổi thêm một chiếc xe ô tô nữa, đó là chiếc xe Toyota đời 2010, khi ông mua là 2,5 tỷ đồng. Còn lúc đổi thì giá trị xe tầm 1,2 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị của 4 cây mộc hương lên tới gần 4,5 tỷ đồng. Trong đó có một cây mộc hương cổ thụ 120 tuổi, thân cao tới 6 mét, tán rộng 4 mét, được ông mua với giá 1,6 tỷ đồng. 3 cây còn lại thì một cây giá 1,2 tỷ đồng, một cây 960 triệu đồng và một cây hơn 620 triệu đồng. Ông Minh chi tới gần 4,5 tỷ để mua 4 cây mộc hương cổ thụ về trồng trong vườn nhà. Mua xong, tôi còn mất hẳn 1 năm trời để thuê thợ lên đó đánh bầu cắt rễ lớn, để cho rễ con mọc ra và phát triển nhiều hơn, rồi lại thuê cẩu, thuê xe, đưa được 4 cây mộc hương cổ thụ này về vườn nhà mình. Chi phí tốn kém vô cùng, ông Minh chia sẻ. Chỉ vào 3 gốc mộc hương, ông Minh cho hay, 3 cây này ông trồng trong vườn, cây còn lại ông trồng trước cửa nhà để thỉnh thoảng được ngắm hoa, ngửi hương thơm của hoa mộc hương. Ông cũng cho biết, trước mắt cứ trồng ở vườn nhà để ngắm chơi, khi cây sinh trưởng và phát triển ổn định, ông sẽ tiến hành cắt cành, đem dâm để nhân ra hàng ngàn, hàng vạn cây, giống con với mục đích giữ lại nguồn gen cây quý của vùng Tây Bắc, sau đó ông mới tính bán cho các khu du lịch sinh thái. Bởi những cây mộc hương ông vừa mua được là những cây mộc hương xứ lạnh, có lá dày, cành ngắn, hoa nở bền và mùi thơm rất đặc biệt, khác hoàn toàn với mộc hương trồng ở xứ nóng. 4 cây mộc hương này tôi sẽ không bán cho thương lái Trung Quốc, dù họ có trả giá cao đến mấy, và cũng không bán cho dân buôn cây, vì nếu dân buôn cây mà mua được, thì qua tay vài người, có khi họ lại bán cho thương lái Trung Quốc thì uổng phí lắm. Ông chia sẻ. Ngỡ ngàng cây cảnh quái thế đắt tiền ở Việt Nam. Cây cảnh độc lạ ở Việt Nam, không ít các nghệ nhân đã kỳ công tạo thế, thổi hồn cho cây ấn tượng khó rời mắt. Trong số các tiểu cảnh, cây cảnh độc lạ tạo ấn tượng mạnh có tác phẩm Thiên Long Lạc Cảnh dài gần 10 mét của nghệ nhân Đỗ Duy Đạo, tỉnh Lâm Đồng. Chậu cây Thiên Long Lạc Cảnh được thiết kế hoàn toàn bằng thân gỗ sao nguyên bản hình đầu rồng. Phía trên là hàng chục cây tùng, trồng trải dài đẹp mắt. Cầu kỳ, công phu, tiểu cảnh độc nhất vô nhị này được định giá gần 10 tỷ đồng. Hầu hết các chậu cây cảnh nghệ thuật đều có tuổi đời lâu năm, thế độc lạ đều có giá trị lớn. Trong hình là chậu cây linh sam của nghệ nhân Hoàng Đức Công. Giới cây cảnh nghệ thuật bonsai, cây linh sam khá được ưa chuộng, cây còn nở hoa nhiều và đẹp. Cây dâu tầm trị giá 100 triệu đồng của nghệ nhân Chu Mạnh Hùng ở Hà Nội cũng đặc biệt gây ấn tượng. Cây được nghệ nhân chăm sóc khá tỉ mỉ, không chỉ dáng đẹp, những trái dâu chín mọng khiến cây dâu càng thêm đẹp mắt. Cây dâu tầm đặc biệt này đã được trồng tại nhà nghệ nhân Hùng khoảng 30 năm nay. Thân cây già, các cành nhỏ được tạo dáng uốn quanh thân, mềm mại và tinh tế. Tác phẩm Nữ thần tự do của nghệ nhân Nguyễn Khắc Niên gây ấn tượng đối với người xem khá mạnh. Một cây cành thân có dáng phu thê thượng, múa rất đẹp. Một chậu cảnh độc đáo đặt trên khung sắt uốn nghệ thuật. Cây ổi đào thế song hành của ông Phùng Anh Lê ở Hà Nội có tuổi đời trên 70 năm, từng có người trả giá cây ổi cảnh độc lạ này 1 tỷ đồng, song chủ nhân cây đã không bán. Trên cây có nhiều trái ổi thơm khiến người ngắm cây thích thú.
Rong hình là tác phẩm cuồng phong đạt giải vàng của bộ môn tiểu cảnh lớn từng xuất hiện tại một hội hoa xuân, đã thu hút sự chú ý của người xem. Rong ảnh là cây bonsai có rễ mọc từ dưới đáy chậu đi lên. Nó được tạo dáng trên thanh sắt uốn hình nửa trái tim rất độc đáo. Là một trong những cây cảnh có tạo hình lạ, cây có tán cây rủ xuống mặt đất rất đẹp là cây bonsai sam hương thoát đổ. Quái phẩm bonsai xấu của ông Nguyễn Gia Thọ được đánh giá là một siêu phẩm cây độc nhất vô nhị. Lạ mắt với cây nguyệt quế chỉ phần rễ bám trụ ở chậu, thân vươn chõi ra phía trước, một trong những thế được đánh giá là siêu độc, hiếm cây nào có được. Cây xanh thế được đánh giá có dáng độc đáo, phần thân nằm ngang trên chậu, một phần nhánh cây rủ xuống mặt đất, phần khác hướng lên trời thẳng đứng tạo ra sự khác biệt đối với những cây cảnh khác.